lợi hiếu thắng với chút điểm hạnh phúc chúc đàn quân sinh. Vâng, với tối qua chú rể Tuấn An của chúng ta còn ngủ một mình, và tối nay thì sao ạ? Tối hôm nay anh đã có người tình nằm bên. Vâng, thế còn cô dâu Minh Lụa, hôm qua thì còn ngủ Minh U, mà hôm nay đã phải xa U mất rồi. Vâng, công cha thì như núi đất trời, mà nghe mẹ như đất người người miền Đông. Từ nay nên nghĩa vợ chồng mà không thể thiếu được công ơn mẹ thầy, để nói lên cái niềm vui phấn khởi trong ngày phút chồng hạnh phúc cho con cho cháu hôm nay. Sau đây xin được trân trọng và trân trọng tiếng lời buồn vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái sẽ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng và trân trọng tiếng mời.